Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Trong những video trước thì em đã chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn nhiều tuyến đường khác nhau. Thì trong video này em xin chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn tuyến đường Nguyễn Tất Thành và tuyến đường Trần Quỳnh nha. Đây là tuyến đường đi vào khu trung tâm hành chính của tỉnh, đi vào quảng trường Hùng Vương nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây, buổi tối thì lên đèn rất là rực rỡ luôn. Đẹp không? Những cái đèn trang trí này thì cuối tuần thì tỉnh mới mở nha quý cô chú anh chị và các bạn. Còn ngày thường thì chỉ mở tại khu vực quảng trường Hùng Vương thôi. Mở tới khoảng 10 giờ thì tắt. Thì trong video ngày hôm nay thì em xin quay chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem đường phố Bạc Liêu về đêm đẹp và nhộn nhịp như thế nào. Các trang trí này thì hồi đầu năm em đã chia sẻ rất là nhiều, lúc mà Bạc Liêu vừa trang trí Tết đó, thì em đã chia sẻ rồi. Đây, rất là đẹp. Đây là quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu nha quý cô chú anh chị và các bạn. Dọc xuống dưới đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem nhiều hơn hình ảnh của tuyến đường Nguyễn Tất Thành này. Đi thẳng xuống dưới kia thì sẽ đi xuống các cơ quan hành chính, giống như là công an tỉnh nè, trường công lập Bạc Liêu, trường trung học phổ thông Bạc Liêu đó. Đi xuống đường chợ qua Tết hàng năm diễn ra ở đó đó quý cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ em xin quay lại để quay hình ảnh về quảng trường Hùng Vương cho quý cô chú anh chị và các bạn xem nha. Trường Hùng Vương hôm nay cuối tuần cũng không có đông lắm. Lúc này Bạc Liêu không có sự kiện diễn ra nên quảng trường cũng không có tập trung quá nhiều bà con ra đây vui chơi. Vực cho thuê xe điện dành cho các em thiếu nhi. Mỗi chiếc là giá là 30.000 đồng cho 30 phút chạy nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây em đã ra bên tuyến đường Trần Quỳnh rồi. Đi thẳng xuống kia có thể đi xuống đường Tôn Đức Thắng. Còn em xin quẹo lên đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh về tuyến đường Trần Quỳnh, tuyến đường nhộn nhịp nhất. Kế tiếp các video sau thì em sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem hình ảnh về tuyến đường Hòa Bình nè, tuyến đường Ninh Bình bên phường 2. Đó là những cái tuyến đường mà buổi tối tương đối là tấp nập nha quý cô chú anh chị và các bạn. Có nhiều quán xá nên buổi tối khi mà lên đèn á đẹp lắm. Tới dòng xoay
không phải vòng xoay mà ngã tư giao nhau với đường Trần Phú nha quý cô chú chị và các bạn. Đường này buổi tối đẹp lắm bởi các đèn led của các quán nhậu, quán cà phê. Thì chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi thì sẽ vào kỳ nghỉ hè của các em học sinh. Thì lúc ấy thì có cái lễ là 1 tháng 6 đó. Thì lúc ấy em sẽ chia sẻ một số hình ảnh về các hoạt động ở một số nơi diễn ra cho quý dành diễn ra cái hoạt động dành cho trẻ em đó. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn xem nha. Và cũng trong thời gian này là vào cái mùa lễ Phật đản thì có rất nhiều nơi tổ chức lễ Phật đản ở các chùa trong địa phận của tỉnh Bạc Liêu. Rồi, em đã đi hết đường Trần Quỳnh rồi, đối diện là đường Võ Thị Sáu nha. Bây giờ em xin quay lại, đối diện là chợ Sớm Mới B. Xin quay lại để chia sẻ tuyến đường Trần Quỳnh hướng ngược lại. Tuyến đường này thì nhộn nhịp hai bên đường luôn nên em muốn chia sẻ hai bên luôn cho quý cô chú anh chị và các bạn xem. Buổi tối thì có những cái quán ăn vặt, món các quán hải sản giá thành khá là rẻ thì thu hút rất nhiều bà con người dân đến ăn vào những dịp cuối tuần như thế này. Đây là nhà thiếu nhi phường Ngọc Liêm nha quý cô chú anh chị và các bạn, để có những cái trò chơi dành cho trẻ em và các trò chơi mạo hiểm dành cho các bạn trẻ. Còn phía bên đây là siêu thị Cấp Mắt. Còn đây là trung tâm thương mại Vincom Plaza Trần Quỳnh. Đó. Buổi tối ở đây thì rất là nhộn nhịp. Bạc Liêu thì đã có gặp Tiếu Phiên rồi, đặt rồi thì có một cái cine tour của phim Lật Mặt 7 về đây. Rất đông các bạn trẻ đến đây để tặng mắt và tặng tay chụp hình cũng như là bắt tay với thần tượng của mình, đó là diễn viên ca sĩ Lý Hải và đoàn là phim Lật Mặt 7. Đông khủng khiếp luôn quý cô chú anh chị và các bạn. Em cũng có một cái clip chia sẻ trên kênh Bạc Liêu quê mình về không khí rất là nhộn nhịp cũng như là đông đúc chen chúc quá trời luôn. Rồi đến đây thì em đã chia sẻ cho quý cô chú hình ảnh về quảng trường Hùng Vương cũng như là tuyến đường Trần Quỳnh vào đêm cuối tuần. Rất mong video này sẽ được quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đón nhận và chia sẻ nhiều hơn
với bà con ở xa, bà con Bạc Liêu ở xa. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú chị và các bạn ở một clip tiếp theo nha.